minh thiện. Còn chim nó thì đặt cho nó thích minh đức. Cho nên vai đàn thích minh đức. Thì vai đàn. Còn là kim ngọc minh á thì thích minh nhẫn. Thích minh nhẫn. Thích minh nhẫn hùng. Ờ minh nhẫn. Còn Bali á thì thích nữ liên liên hạnh. Liên hạnh. Thích nữ liên hạnh. Thích nữ liên hạnh. Thích nữ Liên Châu. Liên Châu là du du liền. Liên Châu. L I L I E N. Thích nữ. Thích nữ. Nữ 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 lady. Lady. Liên Châu. Liên Châu. So what are you? I'm here in Minh Đức. Thích Minh nhớ. Minh Đức. Minh M I N H. Minh Đức. Minh Đức. D U C. D Minh Đức. Minh Đức. Minh Đức. D U C. Minh Đức. Đức Đức Đức. Mình biết. Là cái thầy con thiện là sáng suốt nhận ra được tất cả mọi điều thiện mà ngăn và diệt tất cả mọi điều ác, đó là gọi là minh thiện. Và cái tên đó luôn lúc nào cũng thấy điều thiện, không có chấp nhận cái điều ác, không có chấp nhận điều ác, cho nên thích minh thiện. Còn thích minh đức, minh đức có nghĩa là đức hạnh. Lúc nào cũng sống trong những sáng suốt, trong những cái đức hạnh, không có sống không làm của mình của người, đó là đức hạnh. Nghĩa là nói ra lời nói mà người ta buồn nhất định là không nói, tức là cái đức hạnh đó. Thì do đó cái pháp danh tên là minh đức. Minh có nghĩa là sáng suốt, đức là sống trong đức hạnh, không có làm cho người khác khổ, không có làm cho mình khổ. Người khác nói gì mà buồn phiền thì nhất định là không buồn phiền, thì không làm cho mình khổ, đó là minh đức. Là bright like your mind and enlightenment, right? Đức that mean certain rule, the method, the rule that minh đức that mean that your mind always in conscious. The people when they get angry, you always calm and try to love them and try to tell them what's a good thing. Not because you are reacting, well, I'm gonna beat you up. And that mean that when you say something, you know, try to be give them a good comfort word and try to calm down the temper, the sadness, or whatever the problem is. That's the minh đức. Minh đức, your mind is right, clean, and đức, that means acting and behaving, you're talking to make the benefit for others and also for you. That means minh đức. So when people ask you what your minh đức means, you would tell them what is my Buddha name. Khỏe nhục thì thuận hết. Không có lúc nào cũng tâm mình vui vẻ, không có thấy mà để cho tâm mình chứa ngại. Và là nhẫn. Nhẫn là nhịn, là tùy thuận, là bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, và là minh nhẫn. Đó, minh nhẫn là cái tên. Liên hạnh. Liên hạnh tức là liên là sen. Sen. Hạnh là cái hạnh. Ở nơi mà bùng lầy hơi thất tâm, nhưng mà sen thì không hơi tanh mùi vụt, tức là cái hạnh của bông sen. Còn mang cái tên là liên hạnh, tức là dù bất cứ ở bất cứ nơi đâu vẫn tỏ ra cái mùi thơm của hoa sen, chứ không có để ô nhiễm những cái xấu ở đâu. Ở đó đó là liên hạnh, cái hạnh của hoa sen. Liên hạnh, liên đang liên là lotus, cái đó là lotus flower. The lotus is stand for purity, and the scent is very, very comfortable and very fresh. You know, hang that means when the lotus growing out from the mud, the stink mud, when it growing up, but it's not because it coming out from the mud it's gonna be stink, but it coming up from the odor. You know, filthy thing, but it give people, it give to everyone, and it bring the happy, and it bring the, you know, the good perfume for life, for happy thing, or the good thing. That's what mean liễu hạnh, liên hạnh, liên làm sao liên what's that liên là sen, liên mean lotus, liên hạnh, that's what mean the name. Say liên hạnh, 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 nói gì? And what is hạnh?
Hạnh, that mean là cái that mean this is that you the lotus born from growing up from the mud. It's not because the mud that gonna do you harm or you smell, but you coming out from, you know, from the mud, but you bring the perfume for life and purity and blooming, you know, the lotus is a beautiful thing to life, you know. Chị ăn châu, châu là cái ngọt, châu báu vừa là nó giữ mình, nó không bị ô nhiễm, cái hạt châu nó không bị ô nhiễm mà nó có tỏa được ánh sáng, cho nên nó là hạt châu, cho nên gọi là liên châu. Liên châu đó là cái tên của con, cái tên của con là liên châu. Do đó mà chị cái pháp danh nó là cái hạt châu luôn luôn lúc nào nó cũng chiếu sáng, nó không bao giờ mờ, không bao giờ nó bị ô nhiễm, nó không bao giờ bị lem luốc, không có gì cả. Mà vậy liên châu you didn't know you know mean like contaminated or you know contagious or you know that mean liên, that mean also mean the lotus, you know, that mean lotus also have meaning that that mean liên, that mean lotus, that mean the purity and the beauty of the lotus and the fragrance of the lotus and it blooming the beauty thing. That mean châu, that mean the gemstone, gem like diamond, ruby, like the sapphire and all those things. That mean you always shining the sparkling, you know, and nothing can contaminate that gemstone like lotus. And it's always shining it light, you know. This light is meaning bring gift to life, to people, being happy and beautiful thing in life. You don't contaminate life. You don't bring the people misery. You don't make people angry. You don't make people sad or destroy them. Say things that people dislike. You make people that suffer from what you say, what you do. That means liên châu, you know, shining. Sion. So you liên châu. Liên châu. Okay. Là nói vậy đúng rồi. Thông nghĩa, con pháp danh là thông nghĩa. Thông nghĩa là thông suốt, nghĩa là nghĩa lý của đạo Phật, nghĩa là thông suốt nghĩa lý, cái pháp chân lý của đạo. Con thông suốt cái nghĩa đó, cho nên con tu tập, con bảo vệ và giữ gìn được cái nghĩa. Cho nên cái pháp danh của con nó tượng trưng cho cái sự tu tập của con để đến chỗ giải thoát Phật. Con hiểu chưa? Không. Bây giờ thầy nói tiếp để cho thấy được cái về cái pháp danh. Khi mấy con có cái tên của mấy con hàng ngày được nhắc nhở qua mọi người, người ta gọi mấy con. Ví dụ như Liên Đức, hoặc là Liên Hạnh, hoặc là Minh Đức, hoặc là Minh Nhẫn, hoặc là Minh Thiện. Mình nghe cái tên của mình là mình phải giữ gìn mình cho đúng với cái tên của mình thì nó mới có đầy đủ ý nghĩa của cái tên. Bởi vì cái tên nhắc cái tên người đó, nó vừa phân biệt người đó với người khác người ta không làm, và vừa phân biệt được cái đức hạnh của cái người đó. Cái người đó nghe cái tên của mình thì cố gắng giữ gìn cái đức hạnh của con người của mình để xứng đáng mình mang cái tên đó, mang cái pháp danh đó. Làm vậy thì mấy con nhớ kỹ những cái tên của mấy con, là mấy con phải sống cho đúng với cái tên của mấy con thì mấy con sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, cho mà đem lại sự bình an cho mình.